Sau nhiều lần được boost sức mạnh trở thành vị tướng meta ở cả rank và giải đấu, thì ngày Charlotte cân bằng sức mạnh đã tới rồi khi con nàng hiệu chỉnh lượng hồi chiêu. Cụ thể như sau: chiêu 1 tam giác kiếm khí nhận hồi chiêu nhanh hơn từ cấp 2 của kỹ năng này trở đi, còn chiêu 2 lục thức kiếm ảnh lại bị tăng thời gian hồi chiêu lên ở những cấp chiêu đầu. Điều này sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng hồi phục dù ở tại cũng như là gây sức thương của Charlotte. Nhưng nếu chỉ sửa như vậy thì anh em cứ tự tin chơi và luyện tập đi, ảnh hưởng là có nhưng không nhiều. Vì các anh em nâng mắc chiêu tới trang bị ưu tiên hồi chiêu anh em lên, dù là đi solo hay là đi rừng vẫn đảm bảo Charlotte trao đổi kỹ năng và giao tranh tuyệt vời. Anh em nghĩ sao về cú chỉnh sửa này? Comment chia sẻ ngay dưới video nhé. Làm tí QA anh em nhá. Em cục xanh lá Zata, pick Zata gặp với con kiểu nhiều khống chế như kiểu bọn Veda Illumia, bay toàn ghế cánh thôi. Em cách nào để khắc lại bạn này không? Chỉ ở duy nhất cách đó chính là anh em lên thanh tẩy thôi. Đúng ạ, chơi thanh tẩy và lên đồ semi để tránh bị sốc đam khi anh em trong thời gian bị khống chế hoặc là thanh tẩy chưa hồi. Hay là anh em cứ đi thanh tẩy có thể lựa chọn đó chính là trang bị anh em nhá. Bay từ từ thôi, bay chậm thôi. Và góc trái là cái lối trang bị TNG chơi Charlotte trong trận đấu này. Thật ra thì con Charlotte này hiện tại có thể coi là cái thời kỳ đỉnh cao của cô nàng này sau hai lần được boost sức mạnh, nhưng sắp tới sẽ gặp một chút rông báo. TNG nghĩ là đợt này chỉ là rông báo nhẹ thôi anh em ạ. Nhưng mà tương lai chưa biết được đâu. Ed ơi, cho em hỏi là đường sẽ ra mà gặp kèo khó nó đóng băng lính thì mình phải xử lý ra sao? Cái này phải tùy chức tướng anh em nhá. Ví dụ anh em cầm một vị tướng kiểu như là Charlotte hay Ali mà bị đóng băng lính đi, thì anh em còn chiêu 1 để lát hit dứt điểm lính đúng không ạ? Còn không các bạn chạy ra hit ké với rừng rồi là hit ké với lính mid. Ôi thoải mái đi bạn ơi, nhiều tiền lắm. Nhưng phải chờ nó lên 4 đấy nha các bạn nhá. Hit ké sớm quá đấy ạ, toàn đấy. Quẩy được tốt các bạn ơi, liên tục tích nội tại thế này thì ngại gì đối thủ. Sử dụng chiêu 2 quế đúng không ạ? Nội tại mình hơi bị xịn đấy. Giảm sát thương, tức là được miếng thương đó, rồi là gây đam liên tục. Đáng sợ chưa? Nghe nói có cả làm chậm nữa cơ. Chẳng qua là TNG lâu không chơi vị tướng này nên nhiều khi quên mất cái nội tại của nó như nào. Nhưng mà cơ chế cứ gọi là sơ sơ nhận biết là ok rồi. Ad cho em hỏi là top gì? À, em có top Maza. Liệu có nên cài top Illumia và Kali không? Ok, bạn đã flex thành công với top mà Maza. Còn bây giờ gọi là cài top khác tướng khác đấy ạ. TNG nghĩ là Illumia lựa chọn không tệ. Bởi vì sao Illumia nhá, nếu mà anh em bị tranh mid thì anh em có thể cầm đi trợ thủ mà. Mà cầm trợ thủ có mấy ai tranh đâu, nên anh em có thể cài top dễ dàng hơn. Chứ bây giờ anh em mà cầm mấy con Kali đúng không ạ, để mà cầm đi trợ thủ thì đồng đội nó hơi bán trách đấy. Trời ơi à, tuyệt vời. Đến đúng cái thời điểm thằng đứa bố nó không còn gì để chơi các bạn ơi. Không còn điều gì tuyệt vời bằng tranh thủ thời cơ và xâm lấn rừng kẻ địch thôi. Như vậy mới có thể gọi là khiến kẻ địch bị thọt bạn nhé. Em có thời gian từng là best pain, ok, nhưng mà thời gian lâu em bỏ rồi thì bây giờ là pain hiện tại đấy ạ. Thì nên lên trang bị như nào sau nhiều lần bị giảm sức mạnh? Theo TNG đấy ạ, thì pain anh em vẫn cứ lên full phép cho TNG nhá. Đó thì là phải có những trang bị kiểu như là bọn vương miện này, thập tự kiếm triệu ôn mang đó ạ, chờ thời cơ bay vào vét thôi. Đương nhiên con pain đấy ạ, các bạn có thể lựa chọn xem là kẻ địch như nào để tùy chỉnh cái lối trang bị, chứ không phải xeo khoa đâu. Tùy chỉnh thì càng tuyệt vời anh em nhé, bởi vì càng tùy chỉnh anh em càng dễ chơi, càng dễ nắm bắt. Ơi cướp à, cướp à, đứng lại. Bắt được một bé rồi các bạn ơi, mày lại chạy hộ tao cái. Anh em thấy cái chiêu 1 nó dài không ạ, tăng tốc độ nó thế cơ mà, đừng có đùa nhé. Còn về vấn đề chiêu 2 bị gọi là tăng thời gian ở đoạn đầu và sau đó giảm dần đúng không ạ, thì anh em khỏi phải lo. Nó không phải vấn đề anh em nhá, anh em nâng mắc 2 sớm mà, nên không phải vlo đê đó. Tuyệt vời, chơi tẹt đi anh em. Laurel phù hiệu nhánh phụ, mình lên tháp Quang Vinh hay là thành Khởi Nguyên? Thành Khởi Nguyên hả Ed ơi, em thường xuyên sử dụng của thành Khởi Nguyên. Dùng cả hai đi bạn ơi, cho nó hoành tráng. Ví dụ ở nhánh phụ như là dùng cả hai nhá, kiểu là tháp Quang Minh anh em thể dùng sức mana, thành Khởi Nguyên có thể dùng siêu hồi máu, ví dụ kiểu thế đúng không ạ? Nhưng mà để tí TNG mở lại cái phần phù hiệu đó. Tại vì phù hiệu nó cũng nhiều mà anh em. Nhất là mấy cái nhánh phụ nhiều khi mình có thể là nhầm lẫn cái này tí nọ ở kia, chuyện bình thường. Anh em cần phải chú tâm nhá, cài phù hiệu đấy ạ. Không chỉ mình nhìn vào cái nhánh chính đâu, mà là xem nhánh phụ nó như thế nào để là tối ưu chưa, kiểu vậy. Quan trọng lắm đấy. Chúc em một ngày tốt lành nhá. Cảm ơn bạn. Em hỏi là lúc trước em chơi Lily rất là hay, nhưng lâu không chơi thì em cảm thấy Lily giờ khó chơi và khó xử lý cái địch quá. Phải làm sao, có nên đổi tướng không? Điều quan trọng là bạn chỉ cần luyện lại Lily thôi, bởi Lily hiện tại vẫn là vị tướng rất là tuyệt vời. Còn nếu anh em muốn đổi gió đấy ạ, đầy các vị tướng khác, anh em muốn cơ động hay là anh em muốn kiểu là nó meta đúng không ạ? Anh em để search ngay là các vị tướng đi đường giữa hoặc là đường mid hoặc là pháp sư nhá. Ở tại MS3 2024 thì Trảm Game có gợi ý đầy đủ cho bạn đấy. Vào xem và quất thôi, đơn giản đúng không nào? TNG bảo rồi, kênh của Trảm Game nhá, chỉ cần anh em search thôi nhá. Search trên các nền tảng thôi là có ngay, các bạn cứ yên chí, nền tảng nào chẳng có, YouTube, Facebook, top đủ cả.
Nakroth vệ thần của Ed đâu? Của em đâu hả Ed ơi? Ed có Nakroth 3S mà rẻ nhất không? Rẻ không là tùy từng người chứ đúng không ạ? Biết đâu bạn lại ưng cái này lại không ưng cái kia đúng không? Vậy nên mời anh em lên trên fanpage trải nghiệm game TNG. Fanpage trải nghiệm game TNG, TNG sẽ tìm tài khoản cho anh em 24/7 các bạn nhé. Và đảm bảo quyền lợi cho anh em, gặp bất kỳ sự cố gì, vui lòng nhắn vào fanpage trải nghiệm game TNG. Tránh tình trạng là anh em gặp sự cố mà lại không biết nhắn ở đâu, chết dở tôi không chứ. Anh em lại chửi bảo là thằng TNG không uy tín, khổ quá anh em ơi. Tôi rất là khổ đấy. Gặp sự cố gì, liên hệ ngay fanpage trải nghiệm game TNG hộ TNG. TNG cũng chỉ muốn ném cái link xuống trên YouTube thôi, nhưng mà YouTube mà để link nha. Ban không được đăng video 7 ngày. 2 lần đúng không? Cấm đăng video 2 tuần, 3 lần đúng không? Xóa luôn kênh. Trời ơi, bao nhiêu ông làm YouTube bị dính trường rồi. Tôi dại gì mà để link ở kênh này đúng không? Chết dở đấy. Em cài top bio, trang bị như là giấy du mục thánh kiếm phù hợp kiếm gì cung Nanfere đúng không ạ? Có ổn không? Theo TNG là cũng ổn đấy. Nhưng nha, nếu cái địch không quá trâu đấy ạ, anh có thể dùng thương phá thay gì cung. Cái địch mà nhiều khống chế quá ạ, có thể thay giày du mục thành giày kiên cường. Ok, tức là tùy chỉnh đi. Dạo TNG thấy anh em tuyển thủ Thái Lan nha, họ thích chơi kiểu combo là kiếm Muramasa này à, kiếm Fania, Nang Fendi. Ui, bắn cũng được đấy anh em ạ. Anh em thử với nhá. Và đương nhiên không phải thiếu được là phức hợp kiếm rồi. TNG thích những cái câu hỏi như này đó. Hợp lý đúng không ạ? Anh em thấy Chalot TNG băng xá tuyệt vời chưa? Có tướng nào khắc chế Arthur không ạ? Đầu game em cứ bị Arthur đánh, nó đứng bụi không cho farm. Biết Arthur bạn đi top để đi trợ thủ. Nếu đi top thì là đầy Flo, Ali có đồ, Alan chém tẹt bô luôn chưa đúng không ạ? Còn những vị trí khác có thể lựa chọn như là Hete hoặc là các vị tướng chơi sang chuẩn ở phần trăm máu. Trời ơi, nhiều lắm bạn ơi. Và TNG đã làm video là top 5 vị tướng khắc chế Arthur đấy. Bạn vào xem nhá, mặc dù đấy là Arthur của trường tăng sức mạnh. Nhưng mà cũng vậy thôi anh em, tăng rồi thì vẫn vậy thôi à. Nên các bạn vẫn có thể xem và dùng nhá. Ôi, mấy bé quẩy tưng bừng quá. Thằng Rubo phải từ từ anh em ạ. Tôi định tóm cái thằng Rubo trước, nhưng mà thấy cái thằng Tara nó thơm hơn. Bởi vì sao ạ? Nó hết chiêu 1 rồi thì nó chạy bằng niềm tin đúng không? Như thế tôi lại càng dễ chém, dễ chặt. Ủi đông thế nhỏ, hay quá. Đó là khi Chalot kết hợp được với Senia các bạn ơi. Chalot có Senia đúng kiểu là hổ mọc thêm cánh luôn đó. Nếu mà có thêm ai ra thì ui, hết nước chấm nhá. Thực sự thì hồi trước tôi mua cái bộ trang phục Hashtag cái gì nhỉ? Tôi chả biết nữa, tại sao lại để tên tiếng Anh ta. Với một thằng gà tiếng Anh như mình thật là buồn mà anh em ơi. Thì TNG lúc đấy còn đang hơi hối hận là tại sao mình lại mua cái bộ trang phục này của thằng Chalot. Tại vì thời điểm lúc đầu khi chưa được tăng sức mạnh 2 lần đâu anh em, có ai mấy ai dùng đâu ạ. Và con chơi nó có phải thực sự quá khỏe đâu, bug thì cả đống mà tướng thì ít dùng đấy. Còn bây giờ thì sao? Sau cái lần 2 lần được tăng sức mạnh nhá, giờ khỏe rồi, giải đánh nhiều nè. Rank cũng rất là tuyệt vời, đi rừng đi top để ok, quá tuyệt vời luôn. Đây cân luôn cho anh em coi nhá. Có thương kiếm bạn khỏi phải lo đúng không ạ? Vào luôn. Ui, Senia lại không có chú cuối thế buồn chứ nhở. Mình phải nhắc nhở Senia một tí và xin Senia chút có gì bay cho mình là tuyệt vời rồi. Đi kèo cầm World Cup đối đầu với đường bố ở top thì mình nên chơi ra sao hả Ed ơi? Đơn giản thôi mà, sử dụng chiêu 1 đọ kèo một tí hoặc là dùng chiêu 2 để tiếp cận. Và quan trọng nhất là khi đường bố bật chú cuối đấy ạ, lên ngựa ngay cấu đỉa hoặc là giữ vị trí. Hay là đơn giản thôi, lùi lại, đợi lứa bố hết chú cuối, chúng ta oánh được không ạ? Chứ thực ra thì chúng ta không nên đối đầu trực tiếp quá với lứa bố làm gì đâu, đặc biệt ở đoạn sớm các bạn nhé. Ừ thì biết là lứa bố khỏe mà. À nhầm, ừ thì biết là Volcat nó cũng khỏe ở đoạn đi đường mà, khi anh em cầm đi sâu đường. Nhưng mà cũng đừng có coi thường lứa bố quá, nó chú cuối đúng rất là ôi dồi đấy. Đúng ạ, người ta gọi là bảo rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn bạn nhá. Và quan trọng nhất là lứa bố nó không sợ khống chế của mình đấy. Nên mình cần phải chú ý. Ăn được đấy ạ thì oánh, còn không đấy ạ, câu thả thính thôi anh em, thả thính, đồng đội vào là oánh. Quá tuyệt vời luôn. Uầy, pha này hơi vào khó các bạn nhá. Senny có chút cuối nhưng mà tôi cũng chả dám một mình vào đâu. Thấy lứa bố thì cứ flo mà chơi, muốn đánh hòa thì cứ Murat Scott, đánh nhẫn nhục đấy ạ thì cứ Triệu Vân mà chặt. Kèo mid thì pick những vị tướng như là Lidiana, Điêu Thuyền. Còn thì lứa bố khóc ngay. Theo Ed, à xạ thủ thì hơi te mà dùng. Ed thấy đúng không? Được bạn ơi. Lâu lâu được anh em mà viewer đúng không ạ, bổ sung các kiểu ý kiến, quá tuyệt vời luôn. Sướng luôn anh em ơi. Và các bạn đừng quên nhá, có bất kỳ cái gì, điều gì thú vị muốn chia sẻ với TNG thì cứ comment dưới video. TNG sẽ xem, check và có đọc hết đấy. Nhiều anh em sẽ nghĩ rằng có thật không hả Ed? Không thật là gì? Không thật thì tôi lấy đâu ra câu hỏi Q&A giao lưu với anh em? Đúng không ạ? Tôi cắt ở đâu ra? Tôi cắt ở bình luận của anh em chứ còn cắt ở đâu nữa?
Anh em cứ comment bình luận là tôi biết liền à. Còn ông nào mà gặp sự cố ở trên tạp hóa ở TNG đấy à, thì vui lòng lên fanpage trả game TNG báo cho TNG cái nhá. Chứ nhiều khi là anh em nhân viên xử lý mà anh em chưa ưng đấy à, anh em lại không báo cho TNG, TNG sao biết được đúng không? Chơi là chơi tới bến các bạn nhá. Có thêm cái quả giáp thống khổ này vào luôn đúng không ạ? Piu. Được chưa anh em? Mặc dù là bị hạ nhưng mà tôi cũng đã gọi là hạ được thêm hai thằng. Nói chung là cũng đủ câu kéo thời gian và không mất lợi thế quá nhiều các bạn nhá. Bọn nó kiếm được cái con Caesar bạo chúa cày không chứ. À chính xác, đính chính lại là Caesar cấp 2 bạn nhá. Uầy uầy uầy, vãi ô vừa lộn kìa các bạn ơi. Nó tốc biến nhanh đấy. Không là tôi... À lại còn dám đứng trước mặt tao được à. Thằng này láo thực sự anh em ạ. Nó nghĩ rằng cha lốt mềm vậy sao? Bạn hơi nhầm rồi đấy, bởi vì khi tôi chém nội tại và chém chiêu cuối đấy ạ, miếng thương rất là nhiều và có thể làm chậm kẻ địch nữa cơ mà, không phải dạng vừa đâu, lại còn làm chậm rồi còn giảm tốc độ đánh kẻ địch. Đấy, suýt quên các bạn ơi, cha lốt giảm tốc độ đánh kẻ địch rất là ghê gớm các bạn nhá. Nên đừng có đùa với cô nàng này, chém cho luôn đi chứ đừng đùa. Đấy, vào luôn đúng không ạ? Pèo pèo. Nhiều tiền để làm gì hả anh em? Mua bán đồ nên chơi các bạn là tự tin luôn. Nhưng mà chắc phải end game thôi anh em nhá. Và đó chính là chút chỉnh sửa của cha lốt. Đừng quên đặt câu hỏi Q&A video để giao lưu với TNG các bạn nhé.